Khẳng định luôn với các bạn luôn, ở Việt Nam mình hiện tại đến bây giờ chỉ có Bình Sơn mới có cái lưỡi này thôi, Musso Sanyo Meta. Làm gì anh? Đi xem hộ em đi. Xem hộ em bọn Tây đang cắt này, lưỡi này hay lắm này. Cắt gỗ này, cây to thế. Cái gì đấy, 460 à? Một cái cắt cỏ anh, 460 à? Điện cắt như dư rồi anh nhỉ? Phải rồi em ơi, chắc chắn nhiều người cũng sẽ tưởng nhầm như em. Không cắt cỏ mà cắt được cái cây như này đâu. Cái này nhá, phụ thuộc thứ nhất là vào máy, công suất nó phải lớn. Thứ hai nữa, đó chính là phải có cái lưỡi chuyên dụng như này nó mới an toàn như này. Sanyo Metan Musso. Ôi nhà mình bán em không để ý à? Hả? Ôi thế thôi, anh tiện thì giới thiệu luôn lại cho em nha. Giống như các bạn xem trên TikTok ấy, cái ông Tây đấy, ông Phát, đó chính là cái lưỡi Sanyo Musso đấy nha các bạn nha, không phải là cái lưỡi này đâu. Nếu mà các bạn nhìn, các bạn tưởng rằng những cái lưỡi này có thể cắt được gỗ, cắt được cây nhá, rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta sử dụng không đúng ấy, nó sẽ dẫn đến tai nạn khá là thương tâm. Sau đó anh em phải hết sức cẩn thận nhá. Cái lưỡi này này là lưỡi chỉ dành riêng cho cái việc cắt cỏ thôi, thì các bạn có thể thấy được nó thiết kế nhá. Cái trên cái thân này này nó rất là nhiều lỗ để giúp cho cái lưỡi này nó nhẹ hơn. Nếu mà các bạn đưa một cái máy công suất lớn cộng cái lưỡi này vào gỗ, nếu mà ép ấy, gỗ cứng, cái lưỡi này sẽ bị gãy ngay và gây nguy hiểm cho các bạn. Nên là anh em lưu ý nhá, cái lưỡi này tuy có máy ép kim nhưng mà không phải dùng cắt gỗ. Nếu anh em nào để ý là bên Nhật họ chuyên ra sử dụng cái lưỡi này để cắt cỏ, để vào đá và nước rất an toàn, nó sẽ không gây nguy hiểm cho người. Nhưng mà không thể cắt cây được vì cắt cây nó sẽ bị đảo, thân này rất là mỏng. Đấy, thiết kế nó đã thiết kế tạo lỗ thoáng như thế này để nhẹ hơn. Và chúng ta nếu mà muốn cắt gỗ thì phải dùng cái lưỡi này này. Lưỡi này là lưỡi đặc thù cho việc cắt gỗ. Cái này là lưỡi của Nhật Bản, Sanyo Metan Cleaning Saw Blade. Các bạn có thể thấy được này, cái lưỡi này nó có thông số nhá, rất rõ ràng. Ở trên phần vỏ của lưỡi nó đã có QR code để các bạn quét vào, nó sẽ ra link của cái website Nhật của chính xác cái web Sanyo Metan luôn. Cái lưỡi này chuyên để cho cắt những cái thân gỗ lớn, các bạn cắt thoải mái luôn. Đây này, đây này, nó ghi rất rõ ràng đây này, chuyên để cắt tre này, cắt cây này, đây bamboo này, cắt tre nhá. Ở bên trong thì anh em có thể thấy lưỡi nó thiết kế cái răng này nhìn nó quá đặc biệt. Cái răng này nó vào như kiểu cái răng cưa ấy, nó không như móc câu. Nếu mà móc câu ấy thì các bạn cắt vào tải nó sẽ rất nặng máy. Nhưng cái răng này nó làm hơi chéo 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 một tí để khi mà các bạn vào nó sẽ từ từ, nó sẽ không quá nhanh. Bởi vì nếu mà vào nhanh, máy của các bạn mà yếu thì lập tức là chết máy ngay. Ở đó thì nó sẽ là làm từ từ và các bạn nhìn thấy cái răng của nó này, kỳ cực kỳ sắc và thiết kế theo kiểu răng của cái xích cưa ấy. Chính vì vậy nó mới đảm bảo. Thứ hai nữa, các bạn thấy cái chất thép của nó này, chất thép SKS5, đây là cái chất thép cao cấp nhất khi mà làm dao rồi. Và chất thép này không bao giờ các bạn sợ nứt, sợ gãy, chất thép SKS5. Cái dao này thì nó có đường kính nha, 225mm, độ dày là 1.8 và đường kính lỗ này là 25.4, made in Japan này. Thôi, cái dao này mới là cái dao mà bên Tây họ đang sử dụng để cắt gỗ nhá. Anh em có thể vào link của điện máy Bình Sơn để tìm mua lưỡi này. Lưỡi này thì có giá là 450.000 một cái, miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Cam kết với các bạn, khẳng định luôn với các bạn luôn, ở Việt Nam mình hiện tại đến bây giờ chỉ có Bình Sơn mới có cái lưỡi này thôi. Chỉ có Bình Sơn mới có lưỡi này thôi. Cả Việt Nam luôn, chỉ có Bình Sơn mới có cái lưỡi này, Musso Sanyo Meta. Rồi đây, anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm.